Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai từ khi ra cái sự kiện Nagato nha anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em là một đống event tiếp theo nữa anh em. Đó, hiện giờ đang khá là nhiều cái event đang là diễn ra luôn á. Nên là mình sẽ cập nhật hết ở trong cái video này luôn ha anh em. Đó, để cho anh em là không có bỏ lỡ cái phần quà nào đó của nhà phát hành luôn ha. Rồi kênh em, trước khi mà vào review thì chúng ta cùng coi cái sự kiện của nạp ngày hôm nay đi anh em, nó có những cái gì ha, coi có gói nào ngon ngon hay không. Ưu đãi vui vẻ x2 bonus ninja hả? Wow. Ôi. Ôi 100 mảnh Kakuyu luôn, 249 đồng anh em. Trời ơi, cái này là lỗ cuộn anh em, lỗ cuộn chết luôn á. Bonus ninja vui vẻ x2 nữa nè anh em. Mấy cái gói này thôi chúng ta bỏ qua ha, có rất là nhiều gói ngon luôn nha anh em, khuyến nghị bỏ luôn nè. Gói siêu cường hóa bỏ luôn nè. Bỏ nha anh em, bỏ nha. Cuộn chỉ có 20 thôi à, lừa người ghê chết. Mém nữa là nhầm rồi anh em, bởi vì nó giống như cái gói chân ái của mình ghê luôn á. Gói sắt bỏ luôn nè, gói siêu cái ước bỏ luôn nè anh em, ngày vàng làng lá. Gói này thì nói chung cũng được, kéo xuống đây coi có cái gói nào xịn hay không. 249 anh em. Gói này được nè anh em, gói có con na cũng được nè. Đó, nhưng mà cuộn thì nó hơi lỗ xíu ha. Kiếm mấy gói chân ái nào mà nhiều cuộn anh em, nạp cho nó đã. Rồi những giả phú quý. Ok đó coi coi. Những giả phú quý là bỏ luôn nha anh em. Gói ưu đãi Kakuyu. Ông nào thiếu Kakuyu có thể nạp gói này, ok anh em. Gói này là chúng ta không có bị lỗ cuộn ha. Có thêm cả Rio rồi các thứ nữa nè anh em. Gói cuối tuần vui vẻ. Ủa hôm nay, hôm nay là ngày mới có thứ 6 mà cuối tuần gì trời. Hôm nay mới có thứ 6 à. Gói hỗ trợ kinh nghiệm. Gói ưu đãi không ngon luôn. Gói siêu hot. Gói này ngon nè anh em. Ôi ôi, gói siêu hot này là anh em nạp, anh em đào đang cần cuộn nạp cái gói này là ok luôn á anh em. Gói siêu hot nè. Đó. Chắc ra cực hạn. Đợt này chắc ra bị bóp rồi nha anh em. Gói chân ái của mình nè. Mình hay nạp để lấy thêm chắc ra nè anh em, nhưng mà nó đã bị bóp, chắc ra cực kỳ ghê. Hồi đợt là nó tới bên này là 150, bên này 150, tổng cộng là tới 300 chắc ra. 300 chắc ra theo mình nhớ là như vậy đó nè. Mỗi bên là 100 hay là 150 gì đó anh em. Và bây giờ nó boss chắc ra ghê quá, nên là nạp cái gói này là nói chung là cũng banh xác đó anh em, cũng mệt đó. Được cái gói này là chuẩn cuộn nha anh em, 249k được 40 cuộn nè. Gói chắc ra tự nhiên. Chắc ra tự nhiên anh em có thể tham gia boss ha, đừng có nạp mấy gói này phí lắm nha nè. Ưu đãi cho Zuro. Đợt này gói này cũng ngon nè, ông nào chưa có cho Zuro có thể nạp gói này ha. Nhưng mà anh em nông dân thì chắc để nhìn cho nó vui thôi. Bên này có kinh nghiệm nữa nè anh em. Đó, thì hầu như gói ngày hôm nay thì cũng không có gói nào ngon. Chỉ có gói đó là ưu đãi siêu hot với lại cái gói cách ra cực hạn là thấy ok thôi. Đó, nạp anh em nạp thì nạp cái gói này, một gói này cũng như là mấy cái gói ở trên đầu nè anh em. 129k mà được rồi tới là 40 cuộn cũng khá là ngon cái bộ anh em. Đó, ổn áp ha. Rồi, tí hồi nó sẽ nạp cho anh em coi luôn. Rồi, bây giờ tới tiết mục xe cốt nha anh em. Thì ngày hôm qua có được livestream á, thì ông nào chắc là anh em ăn cốt cũng hết rồi. Đây là cái cốt dành những ông nào chưa ăn nè anh em. Đó. SAGAMIORBOKU284. Đó, đây là cốt livestream ngày hôm qua nha. Anh em nào chưa ăn thì lấy ăn nha anh em. Được 500 Rio rồi vòng quay 200 nè anh em, đá cường hóa 5000 rồi các thứ nè. Đó, không có cuộc đặc biệt hơn em. Cốt livestream mà. Đấy. Rồi còn có một thêm một cái quà livestream chung nữa nha anh em. Quà chung nữa. Đây, gift code chung thì chúng ta là có rồi ha. Tới đây có quà chung rồi anh em. Chắc cỡ nay hoặc mai là có thôi nè. Có quà chung thôi à, on server nè. Rồi sau đó là chúng ta có thêm một cái event là live xe ra là tướng mới nữa. Mình cũng đã review cho anh em coi rồi ha. Rồi ok anh em, xe code xong rồi thì chúng ta sẽ vào review cho anh em coi cái sự kiện diệt boss thập vĩ. Sự kiện này dạng như là chúng ta nạp và cũng như là kiếm thêm mấy cái lượt đánh boss đó anh em, bằng cách chúng ta xe là đăng nhập mỗi ngày nè, rồi chia sẻ kinh nghiệm nè. Chỗ ngày hôm qua mình quên là vào review cũng như là đánh boss rồi anh em.
đó. Ngày hôm nay vào nhận sau, đánh boss sau để review sau cho anh em coi ha. Boss thập vĩ nè anh em, tổng sát thương là 23.000 rồi nè, 28.000 rồi anh em. Để mình coi quà ha, số huy hiệu tích lũy à, khi mà đánh là nhận được huy hiệu nha anh em. Rồi đã khiêu chiến, này là có cái móc khiêu chiến nữa nè, được con Nagato nè anh em. Wow, móc khiêu chiến 600 lượt khiêu chiến mà được tới 30.000 huy hiệu tổ chức luôn, 40.000 đá tím nè anh em, 30 cái cuộn đặc biệt. Nói chung là chúng ta sẽ nhận được quà trong này anh em, quá ngon luôn. Và 1.200 lượt khiêu chiến là cũng hơi đuối rồi nha anh em. Cái này là tích lũy nhận quà ha. Còn quà chung của chúng ta á, tích lũy nhận quà đã khiêu chiến. Để mình coi coi số huy hiệu tích lũy. Này là khi chúng ta khiêu chiến thì chúng ta có thể nhận được huy hiệu để đổi quà bên này nha anh em. Rồi để mình coi coi bảng xếp hạng. Ủa quà chung đâu ta? Quà chung là nằm ở chỗ nào ta? Mình coi coi quà chung, không lẽ ở dưới này là... Để mình đẩy bên này coi. Lượt khiêu chiến 1.000. Ủa cái quà chung anh em có không ta? Để mình coi coi điều khoản sử dụng coi. Hướng dẫn coi nè. Đây, hướng dẫn đây. Khiêu chiến, tích lũy đạt móc. À, nạp tích lũy, đạt móc nữa anh em. Đạt được móc quay nữa, 50 lượt. Để mình coi có bảo vật không. Rương bảo vật tùy chọn. Ui, 30 lượt. Rương bảo vật tùy chọn là chúng ta sẽ tùy chọn được thêm một cái bảo vật nộ nữa anh em. Cụ thể đó là cái nhẫn bạc cổ. Trời ơi, mình mới lấy một cái nhẫn mình mới lấy cái một cái dây chuyền ngọc rồi. Ngon, 30 lượt nè anh em. Được thêm một cái nhẫn bạc cổ nữa nha anh em. 30 lượt này là tầm cỡ chừng 600k, cỡ 600k là chúng ta sẽ có 30 lượt quay anh em. Cái này nó chỉ tính những cái lượt quay thôi, những cái lượt nạp thôi, còn những cái lượt nào mà nhận ri là không được nha anh em. Nhận ri là không được. 50 lượt được con Nagato nè, đội viên test tùy chọn nè. Đó, tới cỡ 50 lượt là thấy ok rồi. 100 lượt nè anh em, âm dương, bảo vật đỏ đặc biệt. 250 lượt hơi chua tí. Thưởng khiêu chiến nè anh em, trong quá trình khiêu chiến ta sẽ nhận được quà ha. Cốt thập vĩ nữa hả? Oai, khi chúng ta tham chiến nó cũng sẽ có chúng ta, nó cho thêm cốt nữa nè anh em. Có cốt thập vĩ nữa nè. Ngon. Vậy là anh em tạo clone đó anh em. Anh em vào anh em khiêu chiến là thấy cũng khá là ok đó anh em. Giống y chang như cái đợt bánh trưng mấy cái bánh đó, gói bánh đó anh em. Đó giống y chang đợt mấy cái bánh rồi đậu xanh rồi đó. Anh em vào anh em là lấy cái cốt hùng vương rồi đó anh em. Lấy cốt hùng vương với lại cốt chỗ tổ đó. Đó đợt này nó cũng có một cốt thôi ha. Rồi ok. Đợt này ui cốt thập vĩ. Ủa nó cũng giống nhau mà. Rồi ok. Đạt móc khiêu chiến on server nè anh em. 100 lần khiêu chiến nè. Ủa cái móc này bên này mà không thấy ta. Móc khiêu chiến on server này không thấy móc khiêu chiến đâu cả ta. Kỳ vậy. Mình coi coi bên này là mấy cái lượt chúng ta đổi quà ha. Tích lũy nhận quà. Móc khiêu chiến được 800. Mấy cái này là móc cá nhân không à. Không có thấy là cái à đây đây đây. Nó không có để cái ô này, nó để có cái dấu chấm à anh em. Đây, móc khiêu chiến nè anh em. Nó hơi nhỏ một tí để mình zoom bự lên coi. Đó, zoom bự lên. Rồi, móc khiêu chiến nè anh em, đá kinh nghiệm 2M nè. Thôi coi bên này đi cho nó dễ anh em ha. Coi bên này đi. Móc 100M là đồ đá kinh nghiệm 2 triệu nè anh em. Đó, anh em coi móc khiêu chiến ha. Trời ơi, đá kinh nghiệm 3 triệu nè anh em. VO 1000, cuộn cao cấp 20. Móc 200 triệu ha, móc 300 triệu là không có cuộn cao cấp ha anh em. Nói chung là anh em cố gắng tới 500 lượt đánh là ok rồi. Ngày hôm nay là 28.000 lượt đánh rồi anh em. Cái sự kiện này là nó có hôm qua rồi, ngày hôm nay mà mình mới nhớ lại để mình review cho anh em á anh em. Chứ bữa giờ quên luôn á. Ông nào nạp tiền rồi ngày mai hôm nay vào lấy lượt ha. Tiền xu. Ai chà, để mình vào mình nạp anh em. Để mình vào mình nạp cái lượt ngày hôm nay cái đã. À, hôm nay thì mình lượt mình nạp cái đại chiến những giả anh em ơi. Nạp cái đại chiến những giả, kích hoạt cái đại chiến những giả cái đã. Đâu rồi, gói đại chiến những giả VIP, ai quên bên này. Đại chiến những giả thường nè anh em. Đó, 180 cái bớt 1800 gosu. Đó, kích hoạt nha anh em. Ở bên kia đại chiến những giả đánh bên đấu trường á. Đó, rồi nạp rồi ha. Rồi anh em, đây mấy cái móc nè, khá là ngon luôn anh em.
Hay cha, cũng đặc biệt, đợt này nó xuống tới 10 rồi. Nhưng mà được cái là tiền xu với lại là sách nghề rồi các thứ chúng ta có nhiều ha anh em. 1 triệu thì cái móc này hơi khó rồi. Anh em cố gắng 500 ngàn ha để lấy cốt thập vĩ được nha anh em. Nãy cốt thập vĩ nó cho cái gì quên mất tiêu rồi. Cốt thập vĩ hình như là nó cho là xu siêu cấp nè, cũng đặc biệt 10 nè anh em. Tiền xu và đá cường hóa nè, ngon. Cốt thập vĩ đợt này cũng được. Shop đổi huy hiệu, à, cái này thì anh em có thể vào web anh em xem ha anh em. Web này chắc mình để dưới phần view, ở dưới phần comment để cho anh em vào anh em xem đi ha. Rồi ok. Ổn áp. Anh em có thể vào ở trong thêm lượt anh em đăng nhập mỗi ngày nhận một cái ha. Chia sẻ sự kiện thì nó đang bị lỗi Facebook gì đó, anh em cứ bấm vào đã nhận. Anh em bấm vào nhận là nó sẽ cho anh em thêm 2 lượt nữa à. Còn ông nào nạp tiền thì nhận giả nhận thành công 10 lượt từ nạp thẻ. Ngày hôm qua mình nhận 10 lượt rồi. Bây giờ mới nạp thẻ hồi nãy đó anh em là nhận được thêm 10 lượt nữa là 23 lượt. Đang có sự kiện web nữa nha anh em. Sự kiện tích nạp nữa nè, vẫn còn nha. Hôm nay là nạp 13 ngày rồi. Mới nạp hồi nãy nữa là 14 ngày đó anh em. Mà nó chưa add vô. Để mình thử, mình add vô thử coi. 13 ngày em, thôi kệ nó đi anh em. Ngày thứ 14 cũng không có quà. Mà ngày 15 là ngày mai đó em, là chúng ta sẽ nhận được full quà ha. Rồi quà tích nạp 2,5 triệu nè. Lụm cái quà này trước đã anh em. Tí hồi nó vào game nhận sau. Quà tích nạp 3,5 triệu không biết có đủ chưa nữa để ngày mai tính anh em. Ngày mai là hình như là cũng ngày cuối luôn á, để mình coi thử coi. 23 giờ ngày 5 lận hả? Ủa? Ngày 5 tháng 5 lận hả? Kết thúc ngày 5 tháng 5. Sự kiện diễn ra trong vòng 15 ngày. Ủa? 15 ngày mà tới ngày 5 tháng 5 mới hết hả ta? Thôi kể đi anh em, ngày nào mình cũng nạp mà nên không có quan tâm. Ok. Sự kiện này anh em là ít nạp cũng không có mặn mà lắm nên là mình review sơ thôi. Rồi ok ha anh em. Bây giờ vào là khiêu chiến boss nha. Ủa đâu rồi? Đây khiêu chiến 11 lần rồi đi. Khiêu chiến 10 lần thử coi như thế nào ha anh em. Đang có 23 lượt. Đánh nó đánh nó rung luôn kìa anh em. Đây mình đánh 10 lần được một cái huy hiệu nè. Ủa đâu rồi? Rồi bây giờ khiêu chiến một lần ha anh em. Khiêu chiến một lần dễ ra cốt hơn. Đấy sao ba huy hiệu ngon. Đánh nó cái nó rung kìa anh em. Nhiệm vụ khó nè. Rồi bảo vật tím. Dớt tép. Khiêu chiến một lần. Bảo vật lam. Huy hiệu ngon. Có huy hiệu đổi được thêm quà nha anh em. Giấy thách đấu ngon. Còn mấy lượt? Còn 6 lượt lần anh em. Cốt đâu rồi? Trả tôi cái cốt đi. Trong cái quá trình quay thì mình có cốt để mình ăn trước nha anh em. Rồi sau đó nếu mà dư ra thì mình sẽ share cho anh em. Anh em tạo clone, anh em vào anh em nhận quà nha anh em. Vào nhận quà, nhận cốt rồi các thứ. Ủa hết rồi hả? Rồi không được cái cốt nào luôn. Đây anh em, không được cái cốt nào luôn. Rồi ok, cụ thể như vậy ha. Số huy hiệu là 5. Trời ơi, bên này đổi huy hiệu chua dữ vậy. Rương hình nhân 9 sao 200 huy hiệu luôn á hả. 10 sao là 300 huy hiệu. Trời ơi. Bảo vật đỏ đặc biệt 180. Đó ok anh em. Đó anh em nhớ tham gia sự kiện này ha. Đó ổn áp rồi đó. Bây giờ vào trong game lấy quà thôi. Một nuôi quà trong này đang đợi mình đó anh em. Mình coi cái quà tích nạp của mình đâu rồi ta, 2,5 triệu đâu rồi. Ủa chưa có nữa hả ta? À cái quà này hồi nãy mới nạp nha anh em. Đại chiến những giả mới nạp. Đây quà tích nạp 2,5 triệu của mình anh em, một cái bảo vật đỏ đặc biệt nè. Jiraiya tiên nhân 1M2 sách. Một cái con hình nhân 10 sao. Ôi 100 rương huy hiệu với lại sách nghề. Hay cái sách sách hệ cho anh em. Quá ngon luôn, nhận nhanh phát. Ôi, kể cả quà nhỏ quà lớn đều có hết đó nha anh em. Đó, quá ngon, gì có 20 chắc ra gì trời. Đó, ok nha anh em, giờ này mà còn Zirea nữa nè. Đó, úp, quà này là quà nạp mỗi ngày nha anh em. Lượm quà nạp mỗi ngày với lại kinh nghiệm VIP luôn. Đó, ok, quá ngon lành. Nạp ít mà hết đồ thơm là vậy đó anh em. Rồi, để mình coi thử coi. Ở trong có một cái muốn review cho anh em nữa anh em, đó là hôm qua đến giờ anh em boss ở trong group á, anh em hay rần ở cái chợ Hải Quốc. Thì cái chợ Hải Quốc nó có cái gì mà thơm dữ vậy, thì nhiều ông là nhắn tin cho mình á anh em, kêu anh ơi anh làm cái chợ Hải Quốc đi, có cái vụ là
mua cái này anh em, cụ thể đó cái gói chắc ra cực hạn ha, đó là anh em đổi được 5.000 chắc ra, chúng ta đổi được tới 400 cái chắc ra cực hạn đó. Thì cụ thể đó là cái gói này cực kỳ ngon anh em, kêu là gói này ngon lắm, anh review cho anh em đi. Thì gói này theo mình thấy là nó ngon thiệt anh em, nó ngon thiệt, bởi vì 400 cái chắc ra cực hạn đó, thì chúng ta khi mà chúng ta đánh trong quá trình đánh anh em, đó là 20 cái chắc ra chúng ta sẽ nhận được 100 Rio đó, và được áo Akatsuki và cũng như là cuộn đặc biệt nữa. Anh em bỏ Rio ra, anh em mua cái chắc ra cực hạn đó là cũng khá là ok đó anh em. Đó, trong quá trình đánh thì chúng ta sẽ nhận được áo của Akatsuki, lấy áo Akatsuki vào shop Hanzo để đổi là food nha anh em, đổi food đồ các thứ nè. À ok, để mình coi coi là trong cái quá trình đánh đó anh em sẽ nhận được lại Rio anh em, nhận được lại Rio nè. Rồi thức tỉnh nè, đâu rồi ta, đây đó, anh em sẽ nhận được lại thêm Rio. Cụ thể là nếu mà 400 chắc ra chúng ta sẽ nhận được lại cỡ 2.000 Rio nha anh em, cỡ là 2.000 Rio. Tính ra cái gói này chúng ta chỉ tốn có 3.000 Rio để mà chúng ta mua thôi anh em, để chúng ta mua thôi. Mà đã vậy á, chúng ta có thể nhận lại, ủa phải không ta, phải 2.000 Rio không? 20 chắc ra là được 100, 200 chắc ra là được 1.000, đúng rồi đúng rồi, 400 chắc ra là được 2.000, đúng rồi anh em, chỉ tốn có 3.000 Rio thôi mà chúng ta được cả áo của Akatsuki, được cỡ chừng 40 cái áo Akatsuki nha anh em, 40 áo Akatsuki để mà chúng ta đổi mấy cái con food 6 sao nè. Đó, ông nào thiếu gì đổi cái đó ha, nhưng mà khuyên anh em nên đổi mấy cái con food đi, bởi vì anh em kiếm food hơi bị khó đó. Rồi là chúng ta nhận được Rio lại nè ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ có thêm áo và cũng như là mấy cái cuộn đặc biệt, rồi cuộn đại đinh da rồi đó anh em. Rồi cả rương nữa. Coi coi để mình kiếm cái rương coi nè. Đây túi cho anh em, rương luân hồi thiên kiếp. Cái này cái túi mà để cái rương đó. Ở trong cái túi này chúng ta có thể nhận được thêm mảnh Nagato và cũng như là bảo vật đồ các thứ rất là nhiều. Đó, anh em có thể nhận được thêm quà. Rồi nhận được thêm rồi là cuộn đặc biệt, cuộn cao cấp rồi đó nè. Đây cuộn đặc biệt nè, được ba cuộn luôn chứ bộ. Ủa đợt này cuộn cao kìa, mọi khi hình như là chỉ có hai cuộn thôi, một hai cuộn thôi, đợt này ba cuộn luôn nè đó. Như thì mình thấy nếu mà anh em có cỡ đang có dư Gosu á, vào trong cái shop chợ Hải Quốc này nè anh em mua này ha, mua chất đai cực hạn mình thấy là ok đó, gói này anh em phát hiện là thấy ok đó. Rồi còn một cái lợi nữa là nằm ở chỗ nào, khi mà chúng ta có Gosu chúng ta đổi là 5.000 gọi là Rio chứ anh em, thì chúng ta sẽ ăn thêm được cái móc gọi là tiêu phí Rio nữa anh em, mua 5 gói đây tiêu phí Rio anh em, ăn thêm được một đống quà bên này nữa đó. Cụ thể đó là chúng ta tiêu là được 25.000 Rio đi, là 5 đi anh em, là chúng ta sẽ được trả lại Rio tầm có chừng mười mấy ngàn Rio anh em, 25.000 anh em trả lại được các cỡ chừng trên 10.000 Rio lại á. Tính ra anh em chỉ tốn có mười mấy ngàn Rio thôi. Đó mà chúng ta được tới cái móc 15.000 Rio luôn nè anh em, ăn full cái móc này luôn ha. Tới gần tới cái móc 30.000 Rio luôn, anh em tiêu thêm 5.000 Rio nữa, ta ăn được thêm cái móc này nữa anh em. Mình thấy cái gói chợ đó cũng khá là hợp lý đó anh em. Đó bữa nào thì mình sẽ mua cái gói này luôn, đánh cách ra cho anh em coi. Đó anh em mua cái gói này là mình thấy là hợp lý rồi anh em, 5.000 được 400 cái chắc ra cực hạn để đánh boss khá ok. Và review dành cho những ông nào chưa biết luôn để biết những cái mẹo chơi game hay hay ha anh em, bởi vậy anh em coi kênh của mình không có sợ bị lỗ đâu, tàn là kiếm mấy cái mẹo này rẻ rẻ cũng như là những cái hay hay để mà review cho anh em coi à. Đó mới mua một nhát rồi anh em, để mình coi coi tích lũy tiêu Rio của mình tới đâu rồi. Đó giờ mua nhát nó đủ luôn nha anh em, quá ổn áp. Đó ok ha, để coi coi sự kiện tiêu 8.000 đô nè anh em, lụm liền đó, lụm móc liền anh em. Trong cái quá trình anh em lấy cái 8.000 đô nữa anh em, mấy cái móc Rio chúng ta trả được thêm mà làm mấy cái bí Naruto nữa nè, khá là ok. Cái gì đây, xin một lần giao lưu trên YouTube, trời ơi hay, ok lên luôn rồi đó bạn. Rồi ok ha anh em, đấy đó là cái tất cả các event mà đang diễn ra và cũng như là mẹo chơi game ngày hôm nay. Chiều nay là vẫn sẽ bung lụa vé để mà chiêu con Nagato để build lên nha anh em. Nhiều ông rồi, thôi để chiều rồi mình nói con Nagato sau. Đó bây giờ là tới đây thôi ha.
Rồi, ok anh em, thì đó là video trưa ngày hôm nay. Anh em thấy hay thì một like, share, giỏi kênh nha anh em. Cảm ơn nhiều nha.